nha. Cái này là nghe đã đốt xong rồi đó mọi người, đốt nó đen thui vậy nè, mọi người thấy không? Rồi bây giờ nghe sẽ cho một cái nước thuốc là biết là vàng giả hay vàng thiệt nha. Cái này là cộng dây chuyền nè, nghe đốt nè. Giờ nghe sẽ cho một cái nước thuốc đó, mọi người thấy không? Đó, cho một cái nước thuốc, nước trắng là bình thường nè, đó, nó trắng là bình thường, tức là vàng thật nha mọi người. Còn mà nó đen thui á là vàng giả nha, nó trắng nó sáng là tức là vàng thật nha, mọi người thấy không? Thấy rõ ràng không? Đó, là vàng thật nha. Tốt đen cỡ nào đen mà nó sáng là nó cũng là vàng thật nha mọi người. Cái này cái nước thuốc của nghe, nghe mới đi lấy về. Đó, không? Nó sáng sáng luôn, nó sáng chói luôn. Là vàng thật nha. Còn mà mình đốt xong mà nó đen không, mà mình cho vào cái nước thuốc mà nó trắng, nó đen thui thù lùi luôn á, là vàng giả nha. Cho nên vì sao mà nghe nói là nghe cầm về là nghe biết vàng giả vàng thật liền. Rồi xong hồi nãy hình như là cái tin nhắn của chị đó hình như bà xé xuống mắt hay sao rồi, không thấy nữa. Bà xé xuống mắt tiêu rồi, không thấy cái tin nhắn của bé nữa.